Trắng và đen là biểu tượng của triết lý cổ xưa về âm và dương. Nắm rơm trắng hình thành trong tối, nắm rơm đen hình thành giữa ánh sáng là kết quả của sự hài hòa và cân bằng trong tự nhiên. Các màu sắc và hương vị bổ sung cho nhau giúp cho cuộc sống trở nên sống động và mang nhiều lợi ích độc đáo. Trong âm có dương, trong dương có âm, triết lý này hoàn toàn đúng trong việc trồng nấm và tạo ra màu sắc nấm theo ý muốn. Nhịp điệu ngày và đêm, tối và sáng chính là sự vận hành của triết lý âm dương này. Ánh sáng mang năng lượng là nguyên tố dương, nhưng lại tạo ra nấm rơm có màu sắc đen mang tính âm. Theo khoa học hiện đại phương Tây, dưới tác động của ánh sáng, đặc biệt là tia UV, tyrosin, một loại axit amin trong nấm sẽ biến đổi qua nhiều bước thành melanin, mang đến sắc tố đen cho nấm. Melanin có khả năng chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống tia cực tím và bảo vệ các tế bào khỏi quá trình phân hủy yếu tố di truyền DNA. Vì những hoạt tính sinh học vượt trội này mà nhu cầu melanin càng ngày càng gia tăng. Qua quá trình lên men sinh học, melanin được chiết xuất nhanh chóng, hiệu quả và kinh tế. Nấm ăn cũng là một cách hữu hiệu tạo ra nguồn melanin tự nhiên và an toàn cho sức khỏe. Trái ngược với tính dương của ánh sáng tạo ra màu sắc nấm đen, thành tố âm của đêm tối hình thành nấm rơm trắng trong bình yên và tĩnh lặng. Màu trắng của nấm rơm là nhân tố dương, là màu sắc thuần khiết yêu thích của rất nhiều thực khách, mang sự rõ ràng, khởi đầu mới và cấu trúc nấm giòn trong mỗi món ăn. Trồng nấm không chỉ là một hành trình trải nghiệm và khám phá, đó là một công việc có ý nghĩa, dạy chúng ta sự kiên nhẫn, tôn trọng thiên nhiên và vẻ đẹp của việc nuôi dưỡng sự sống. Bạn sẽ tìm thấy sự bình yên trong quá trình trồng và kết nối với thế giới tự nhiên. Để trồng được những loại nấm đen hay trắng này, chúng ta cần tôn trọng nhu cầu tinh tế của chúng bằng cách kiểm soát độ ẩm, nhiệt độ và ánh sáng một cách cẩn thận. Kết quả nấm rơm màu đen đậm hay trắng tinh khôi hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn. Khi chúng ta nuôi dưỡng những búp nấm, chúng ta cũng nuôi dưỡng chính mình, ôm ấp một hành trình hướng tới cuộc sống tươi sáng và cân bằng hơn. Mỗi cây nấm chúng ta trồng là một bước tiến tới sự bền vững, sức khỏe và niềm vui. Đó là lời nhắc nhở rằng, ngay cả trong không gian nhỏ, chúng ta cũng có thể trồng được những thứ đẹp đẽ và bổ dưỡng. Hãy tham gia cùng chúng tôi trong hành trình này, khám phá nông trại nấm rơm Microbox hay hộp trồng nấm thông minh, được thiết kế cho những ai trân trọng chất lượng và niềm vui của việc tự trồng thực phẩm. Cùng nhau, chúng ta hãy trồng không chỉ nấm, mà còn là một cuộc sống phong phú và ý nghĩa hơn. Cảm ơn bạn đã là một phần của cộng đồng Microbox, chúc cho tương lai tràn đầy sự phát triển, cân bằng và những niềm vui đơn giản của thiên nhiên. Theo dõi Microbox để nhận thêm nhiều mẹo và cảm hứng trong nấm nhé.